việc liên bang, về cái tương khai thẳng xuất lệnh, kiểm tập bài dân tài phạm, bảo tập thình bên mã chạy sang, tả thiên qua cẩn cấp binh hùng, hộ chúng tướng quả công mai phục, dư tưởng hậu tập đốc binh, dư tướng khai thành xuất lệnh. Đó không phải là tướng
Thank you.
chỉ thật kỹ. Giỏi lắm. Này chú sĩ, mở bộ. Hãy mau quy hạ. Thank you.
Chơi cứ chơi, chơi, chơi.
đến làm sao để cứ lấy đến sáng. Dạ. Trong mọi sự điều cũng do bởi tình thiện tế ra. Khi liên quốc cử binh hùng đã giao chiến, ta bảo rằng để ta xuất chiến. Chân huynh cứ bảo rằng bảo lạnh đứng xa. Ngày hôm nay có chạy gặp cảnh quý nè, trước cảnh này ta phải biết làm sao cho lưỡng toàn trời ơi, con có cách này. Cháu có đồng ý cùng với con trẻ không cha? Này trong cô em, con hãy cho biết cách như thế nào. Trời ơi, con thấy bây giờ không ai cứu được chàng, chỉ có Lê Quyên hoàng nữ đó cha. Lê Quyên hoàng nữ. Dạ đúng rồi. Nhưng ta chỉ e rằng đứng sang bạc tình bạc nghĩa đối với Lê Quyên thì ta chẳng biết làm sao. Vì đứng sang một giả một hoàng đuổi Lê Quyên trở về hàng kiếm quận. Cha ơi, chắc chúng con là tình tỷ muội, sống chung một chồng chắc chẳng có gì đâu. Cha chà tả một bức nàng thơ, con xin cho mình đến nơi hàng giáp vận cầu ăn Lê Quyên phần nữ. Lời con nói thật là hữu lý. Dạ. Cha nghe thấu rõ từng chi. Được rồi, chi bằng cha thảo bức nàng thơ, cha giao lại cho các con. Hãy định liệu trước sau, sáng hàng giáp vận. Đã rồi cha. Sao thương con trẻ duyên tình bẻ bàn bởi do đinh sáng tế tự nay nước non trong quy biến sự cấp tốc thật cần bảo và lại đinh sáng gặp cảnh nguy nạn đến cho thảo bức năng thơ sai người sang hàng giáp quận để mong con hãy cứu binh về cứu an đường quốc. Lê làm sao cho Lê Quyên trở về trước cứu đinh sáng sao cứu an được quốc đinh nhân. Dạ, cha vào trong an nghỉ. Được rồi. Nó để cho con. Lưu sự, ta phải xoáy. Vì sao nỡ đành tắm đôi
Chúng
đã nguyện với Phật, với lòng, nếu như thân mẫu em sau này có ra đi khuất núi thì lê quê em xin quyết tâm đầu Phật. Vậy là em không chịu xuống hả? Dạ không. Quyết định luôn hả? Dạ. Chắc chắn luôn hả? Dạ phải. Xin chị về thưa qua cuộc soái phụ rằng hãy thông cảm cho lê quê. Sao vậy? Sao không xuống vậy? Dạ. Chào qua vậy? Tại vì Đinh Sang đã một lần mắng nhiếc chê chán thiết là sát phụ Chu Huynh đuổi xưa về ải hạt giáng quận. Em đây đau khổ trong lòng, trong lòng còn ghi khắc dạ, cho nên mặt mũi nào mà em về đường ban nữa hả nô tỳ? Lê Quê, ừ, được rồi, không chịu xuống không? Chúng tôi về đó. Dạ. Ta không còn chi em nữa, giọng mấy người luôn rồi đó. Trời đất ơi, giọt bỏ về còn cái này không giao lại là cũng còn đeo. Được, vào trong 5 tỷ nữa. Lê Quê. Chào Lê Quê. Kìa, hả tỷ nương? À, tại sao tỷ nương mới cất bước ra vậy? Trời ơi, ông ngoại nó nóng quá, quẹo đưa ra cho mát chút nè, thấy không? Mát thấy mồm luôn. Dạ. Mát quá trời mát luôn, thấy không? Vậy thì tỷ nương hãy vào trong ăn nghỉ, rồi khỏe lại, mình sẽ dặm trường về chú về ban. Tôi quay vô đây đó, tôi cho Lê Quê hay một công chuyện quan trọng. Quan trọng à? Quá quan trọng luôn. Dạ, chẳng hay chuyện gì ạ? Đây, bức năng thơ sâu già. Gửi cho Lê Quê đó. Thơ của sách phụ à? Ừ, xem đi rồi biết. Đây là thơ của công công gửi cho ta. Âu Lạc, hãy mau khám thơ lại cho tôi để như hạt trống đụng. Mấy thơ chẳng hai con lẻ bạn, cám trẻ thơ duyên nợ lỡ lặng. Nay thơ nhà một bức ký sang, khá thức chi phản hồi đường thấp. Công công em muốn em trở về đường ban đúng à? Rồi. Tấn tần dày cầm sắt, sách ca hiệp phụng quạt, kim ốc hiệp tương quan. Quê chốt phòng giái ngẫu, quê chốt phòng giái ngẫu. Soi đã thương tình quá lê quê, nay quay về về nơi chốn đường mà tỷ nương ơi nhận. Đến sáng nào lọt học thủy trận,
Đinh Sang nào là hiệp cẩn giao quan. Hồng Thủy Trận rất ư lợi hại, trong 7 ngày sẽ hóa ra tro. Nếu ta đi đại lộ sẽ mất 1 tuần trăng, không cứu được bạc vàng. Hey, man.
nghe tôi nói đây nè. Lương Phạm Dư thế nào, chạy một hải cầu qua cho tới được rõ. Dạ Lương Phạm á, chứ có gì Lương Phạm Dư không còn đi đến nước hải cầu đầu tài mà đây phủ có bà nào nếu không có lại bà nào. Vậy à, vậy thì tóm lại là còn bao nhiêu? Dạ còn bao bao. Ba bao à? Dạ. Hay lắm. Ba bao như thế nào? Dạ ba bao cháu. À hả? Chết à? Còn chạy hay? Dạ. Lương Phạm như thế nào? Đâu qua cho đây được rõ. Dạ lương tôi chạy. Lương Phạm còn một bộ phố. Đó, thấy chưa? Người ta còn một đốc. À. Còn như thế nào? Nói tao dạ. Biết. Còn một bộ đốc á. Ờ. Hả? Nhà cũng như y hợp vậy à? Này lâu đó nghe tao nói đây. Luẩn tài chống lan sát cổ cử à. Sức đức cùng mảnh hổ trục xoài la. Tụ lâu la thầy ngọc tí sang. Đoạn có kẻ đọc thấu tài vật. Bất tùng cơ chức hổ. Bất phục tá quốc thần. Ngộ hàm nhân bất kể quốc thần. Cứ ập đến tập đầu giật gối. Nghe tôi nói đây. Lâu hoa là cá nghe.
cùng sang Thảo Khấu à, lấy đó ngõ chắn chặn đường ta. Nè, khôn hồn hãy nép lại bên đằng, cho ta đi thượng lộ. Này ai, nãy giờ nói chuyện với ai vậy chạy hai? À, có một cô gái đó hả? Cô gái à? Đúng rồi. Sao kháng lại đặng tường, thị dặn dân có đỡ gì chứ đâu. Nói nè, đi đâu á mà đầu tan giáp rắn, nơi ngọc vương.
túy trải qua, hãy mau á phân tỏ danh tánh hàng nha, để anh biết hà cư hà xứ đem hai. Quý tâm ta, phải lắng tai nghe cho rõ. Sao? Bàn lê quê mỹ hiệu, gia tổng binh chống hải hàng giang, nay đem binh hùng xuống tận đường ba. Người mau kiếp cho ta hưởng lõ. Trời ơi, em tên là Hoàng Lê Quê hả? Phải, sắp sắp cho ta đâm lũng ruột bây giờ. Cái người đẹp á, mà cái tên cũng đẹp vậy hà. Nghe hai, đây nè, bây giờ nghe anh hỏi câu.